Xin chào các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Thưa với các bạn thì mình cũng sắm một cái lồng bẫy chim các bạn. Thế nhưng mà mục đích chính của mình là bẫy chim thì cũng chỉ là để giải trí. Và nếu mà có bẫy được thì chắc cũng lại thả ra như ở một cái video trước. Thì vừa rồi mình cho các bạn xem ấy, nhà mình cũng nó đẻ, con mèo kia nó đẻ ba cái con ấy. Thế nhưng mà cái con Lai Phú Quốc kìa, chuyên gia là trêu chúng nó mà bị mèo con vả rồi nhưng vẫn không có chừa. Thì cái video này mình lại gửi tới cho các bạn là một cái sự giải trí và stress trong cuộc sống. Thì mình bây giờ sẽ vào nhà nhân, mượn nhân một con chim mồi và đem đi bẫy. Và cũng nói trước với các bạn là mình bẫy được con chim nào, mình cũng sẽ thả con chim đó ra cho nó vui. Và cái mục đích chính của mình là có thể nói là, thưa các bạn, có thể nói rằng là chủ yếu là giải trí thôi, chứ không mang mục đích là bẫy mang về để nuôi hoặc là một cái hình thức nào đó. Thì xin mời các bạn cùng theo dõi video. Hỏi bụi trầu kê và hỏi buồng cau, con chim manh manh hót câu tình tứ, một vầng trăng nghiêng nem nép bên. Ơ ôi chó này, chú thấy anh hát phê quá sủa ghê. Anh vừa tậu được con này. Cho lồng ra đây. Ấy, từ từ, ấy từ từ. Này. Vừa mua 100 bạc ấy. Cho à? Ấy, vào không biết nói từ xin hay là từ mượn nhỉ? Con mồi. Mồi nào? Mồi khuyên. Thì bắt mượn một con. À, chim này cho một con. Ờ được, cho một con cái. Mấy này, nếu mà đã mất công cho thì cho nhau xin tí nước là một này, cho nhau xin tí mồi là hai này. À, chim này chửa vào cám. Ôi thôi chết rồi. Chim này chỉ có con chuối thôi. Ôi thôi chết rồi. Hỏng hỏng rồi. Đấy, anh cứ con chuối là xấu. Ôi thế thế. Lấy đâu được chuối cho ăn xuống nghèo thì chết rồi. Bây giờ làm thế nào chú nhỉ? Chú vào cám dễ mà. Chú xem một nào. Vào dễ không nhỉ? Vào dễ không thì sao của chú đấy không không dễ. Đây em không cho ăn cám, cứ cho ăn chuối không. Ôi thế chết rồi. Thế chú cứ cho ăn cám, cứ chú bốc cho anh cám vào đây. Không ăn, bắt phải ăn. Không biết là anh em có bạn bè. Thế à, chết à? Không có cám mà chết. Không có chết. Tức là phụ thêm chuối vào gì vậy? Nó phải ấy, phải có chuối. Ôi thế à, chết rồi. Thế này thì nuôi chim còn vất hơn cả nuôi người. Thế này thì chết rồi. Thế này, thôi được rồi, thế căng nhỉ. Thằng nào để này ngu thế nhỉ? Cái thằng bán nó để anh về anh nhìn thấy anh biết là lòng này chắc xin được bố vợ. Xin được chứ, nói chuyện chán thì thời buổi giờ xin nói. Rồi thế chú làm cách nào được? Anh em xem, bạn bè xem tình hình nào, có giải cách nào giải quyết được cho cách huấn luyện chim khuyên này nhanh vào cám thì này, không có mồi thì này chết rồi. Có cám dễ mà. Đây là con chim mồi của nhân này các bạn này. Con chim mồi mà hôm mà mình mượn hắn cái lồng này đi bẫy đấy. Thế nhưng mà mượn thì cũng không thể mượn được mãi chú nhỉ. Sắm đấy mà chơi. Em tưởng lồng em cũ, bấm vô lồng mới. Nếu mà chú cảm thấy kết thì anh cho luôn, nhưng mà anh phải bẫy được đôi ba con chơi cho vui đấy. Kết anh cho luôn. Nếu mà tiện cho mượn luôn cả gậy nữa, về cứ để ở vườn thôi. Ai cho mượn gậy? Thì về anh lấy xào. Anh cũng treo thấp rồi mà cũng chẳng cần phải treo cao. Hôm nay ngày đẹp, tháng đẹp, năm đẹp. Tức là cái gì nó cũng đẹp. Đấy. Để bắt chim vào đi. Các bạn có hiểu bẫy chim kiểu gì cho nó nhạy không? Hay là nó phải theo tay, là cái tay của anh bẫy chim chuối. Cái lông lông đấy của bác vô vẩn. Bẫy chim vô vẩn phải chim trâu nhảy vào. Chim trâu á? Từ cổ chí kim giờ anh chưa được nghe con chim gì của con chim trâu. Anh chỉ nghe thấy con trâu trâu thôi. À, giữa một cái lồng rộng như này bắt cũng khó phết đấy nhỉ. Chim trong lồng mà chả bắt được thế này. Tức là chờ nó dính vào tay nhỉ. Không vào ấy, không được. Ấy, kêu. Nhớ đậy cửa lồng vào nhé. Đấy. Rồi.
vô bên kia. Ây da. Thiết chặt rồi. Rồi. Rồi, bây giờ xin được nhận con chim mồi rồi. Giờ mình về mình vừa huấn luyện cho nó ăn cám rồi, để tiện thì cũng bẫy chơi vui vui. Thế được rồi, ok, cảm ơn chú nhá. Chưa nhớ cho nước vào nhé, không tèo ấy. Ủa, vẫn chưa cho nước à? Ủa giời ơi. Mình vừa mới cho nước vào các bạn. Nói chung là nhà có cái vườn, thi thoảng có trò vui phết đấy. Cứ đặt cái lồng đây, bẫy được con nào thì bẫy. Chưa lại ra thăm. Lần trước mình bẫy phát đấy, bẫy phát được hai con luôn. Ghê phết đấy, nhưng không biết lần này tình hình nó ra làm sao. Con chim này nó nhảy nhót, nó sợ quá, nó rát chim ấy. Nó không phải như con chim mồi như của thằng Nhân thì nó quen chủ ấy. Cái giống này nó quen chủ thì nó đỡ nhát hơn. Thôi ngoan mà anh, bẫy thôi. Anh mượn chú làm mồi thôi. Ok, mình đã mai xong rồi, bây giờ treo lên. Treo lên kia rồi các bạn kìa. Nói chung là cái sào này cũng không phải là chuyên nghiệp, thế thành ra là cái sào cũng tạm bợ thôi. Đấy, giờ mình treo lên kia giờ. Đấy, con ở đây có một con chim gáy vừa bay qua. Mình rất hay nhìn thấy con chim gáy này nhé. Con chim gáy này thì không biết là gáy được hay cái nhưng mà rất hay bay qua đây. Mới lại hai con bìm bìm nữa, hay bay lên trên này. Rồi, ok, bây giờ mình để đây các bạn cùng mình chờ đợi một chút xíu nhé. Các bạn ơi, quả là tình hình rất chi là căng các bạn ạ. Mình lại bị thằng Nhân nó lừa rồi. Đang phải lấy con chim mồi của nó ra để thử đặt vào đây xem nào. Nó bảo là không phải chim mồi thì bẫy làm sao được chim. Mình lại phải thử một cái con chim mồi này mang ra để mồi xem là thế nào. Bởi vì là cái khu vực này rất chi là nhiều chim mà tại sao lại không dính ý. Mình bảo nó bảo thế sao anh bẫy nó lại không dính. Nó bảo không phải chim mồi thì bẫy làm sao được. Nếu mà bẫy được như thế thì ai chả bẫy. Cày thật nó lừa. Thôi rồi, mình thử đặt cái con chim này cũng lên ở trong cạnh khu vực này xem là cái lồng nào nó dính trước các bạn nhé. Càng lắm. Cho nên các bạn ạ, cái gì thì nó phải có cái kinh nghiệm. Mình phải đúc kết này, phải nó thứ nhất là phải có cái kinh nghiệm từ việc đặt khu vực bẫy này, rồi từ cái khâu chim mồi. Nói chung là nói thì nói vậy thôi, phải có cái kinh nghiệm chứ không thể làm ăn bu xua được. Bu xua không giàu được. Đấy các bạn ạ. Cái con chim mồi kìa, cái con cuốc kìa. À, con gáy lúc sáng mình cải. Đây. Mang cái chim mồi của Nhân ra thì dính. Còn cái bên kia thì không hề hấn gì. Đây con chim bên của Nhân cho mình mượn này các bạn này. Chả đâu, để mình mang hai con này xuống các bạn nhé. Đấy, làm ăn có khoa học cái hay nó khác hẳn ngay các bạn. Cái con chim mồi ấy thì là chắc là nó một con đòn dụ riêng. Ví dụ như là vào đây đi anh ơi, vào đây đi em ơi, nhà anh giàu lắm chẳng hạn ấy, kiểu dạng tán gái các bạn. Yêu anh đi, nhà anh có đài sập sinh. Thế mà mình dính vào đây. Đấy. Đây là họa mi. Hay còn gọi là vành khuyên. Nói chung là mỗi lời một kiểu gọi ấy. Mình thì mình cũng không biết nhiều đâu. Nếu bạn nào mà biết thì các bạn cứ bình luận vào. Còn quê mình con quen gọi là con mi hay là gì nhỉ? Và vành khuyên, kiểu dạng như thế đấy các bạn. Đấy, giờ mình sẽ tiến hành vào thả các bạn nhé. Nhìn đẹp nhỉ? Trông rất chi là đáng yêu ấy. Thằng con mình bảo là cứ để cho con nuôi. Con cú nào? Mày có biết đâu không? Mày mà gả chồng được mày đi thì cho mày đi được rồi đấy. Gả chồng mày đi nhá. Nhìn xấu gái này mõm, ôi giời. Đấy, con chim mồi thằng Nhân nó bén mồi thật các bạn. Phải thừa nhận nào. Con chim mồi của thằng Nhân nó bén mồi thật. Chắc là nó có một cái đòn dụ riêng. Ví dụ như đấy, vừa đấy mình trêu các bạn đấy. Nó kiểu dạng như là tán gái ấy, kiểu gì? Nó hot hay là nhiều em nhảy vào đấy. Đây thì mình thả cho các bạn, để hai đứa thì mình nó cứ thích hai con chim quá. Thế nhưng mà mình đã bảo rồi, mình bẫy thì mình cũng không muốn nuôi. Thế bây giờ con xách cái lồng này và con giả chủ nhân cho bố. Bảo là chủ nhân bố con giả con chim này sau nuôi hộ bố con nhá. Hôm nào bố bẫy được bố cho một con, nhớ chưa?
Thôi, có lẽ là video của mình cũng sẽ kết thúc ở đây. Một lần nữa xin chào các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Chúng ta lại chia sẻ những cái trò chơi, những cái niềm vui trong cuộc sống để chúng ta xả stress và có thể là yêu thêm thiên nhiên và yêu thêm những cái con vật các bạn nhé. Yêu những cây hoa, những cái khung cảnh xung quanh mình. Một lần nữa, chào các bạn.